con thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, thì bên Trái Cây Thơm Mường Lắc đã hỗ trợ nông dân là Đỗ Thị Hà ở đội 3 Gobo Buôn Hồ Đắk Lắk. Thì với trường danh dây này á, thì chị Đỗ Thị Hà đã trồng được 4 tháng và bắt đầu cho trái bói. Nhưng một số gốc đã có hiện tượng đó là côn trùng gây hại ở rễ trên dây, giống như là con bọ hà, nó làm cho rễ chúng ta đứt và làm cho cây trên dây héo chết. Và đồng thứ hai nghĩa là những con bọ vần đã gây hại trên lá, cắn lá ở ban đêm ở trên lá của những cái hộ dân dây này. Thì bên Trái Cây Thơm Mường Đắk Lắk đã cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật bên trên dây xuống tư vấn và nói rõ như những cái nguyên nhân và những cái biện pháp phòng trừ cho chị Đỗ Thị Hà ở đội 3 của Cabo Buôn Hồ Đắk Lắk. Thì với clip này bà con vui lòng xem hết cái quy trình về cái tìm ở gốc và xem ở ngọn lá về các bộ phận của cây chanh dây, quá trình phát triển cây chanh dây để cho bà con nông dân biết và phòng tránh những cái bệnh để sắp vào mùa mưa và tránh những một số tình trạng chết nhanh, chết chậm và thiếu dinh dưỡng ở trên cây. Thì với clip này bên Trái Cây Thơm Mường Đắk đã hỗ trợ cho bà con hết mình và những yêu cầu kỹ thuật được tư vấn cụ thể rõ ràng. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi các cả các video tiếp theo về cái tình hình bệnh gây hại ở trên cây chanh dây. Hiện tại cây chanh dây cũng là một trong những cây thu lại lợi nhuận rất là cao ở bà con nông dân ở Tây Nguyên chúng ta. Nhưng qua đó thì một số nông dân cũng còn thắc mắc về những cái kỹ thuật yêu cầu chăm sóc về cây chanh dây, làm sao để có một cây chanh dây nó không sâu bệnh hại và đạt được năng suất cao. Thì với clip này là bên Trái Cây Thơm Mường Đắk đã hỗ trợ về kỹ thuật tư vấn cho chị Đỗ Thị Hà ở Cư Cabo. Thì với hiện trạng đang quay ra bà con xem á, thì ta đang tiến hành đào cái gốc của cây chanh dây này lên để tìm ra cái con côn trùng gây hại ở rễ. Đó là con bọ hài hay gọi là bọ con cứng á, nó dòng họ với con bọ sùng gây hại trên cây khoai lang. Thì mục đích của những con côn trùng này thì nó ăn những cái nhu mô ở dưới rễ, sẽ cắn hết những cái tế bào rễ đi, làm cho rồi bắt đầu tiến hành đục vô sâu ở thân rễ, cổ rễ, thì làm cho gốc cây bắt đầu chúng ta héo úa và chết vì không hút được chất dinh dưỡng để nuôi lên cây lá. Thì cái việc tìm kiếm con bọ hà thì các bạn cứ xem và theo dõi trong clip. Thì clip này mình đang quay thực tế của một nông dân ở Cubo. Thì chúng ta cũng đang tiến hành để moi thôi, vì cái việc mà kiếm ra con côn trùng thì nó cũng rất là khó, vì ban ngày chúng hay ẩn nấp, thì khi mà có chuyện động tĩnh thì ẩn nấp hết. Còn khi mà chúng ta đạt đến nơi thì chúng ta phải tìm hết, có thể là ẩn nấp ở trong gốc hoặc ẩn nấp ở trong đó. Nhưng mà khi chúng đang moi hết gốc này thì ta lại không tìm thấy nó, nên một lần nữa mình khuyên bà con á, nên kiểm tra kỹ lưỡng nhờ những cái bộ rễ của cây chanh dây ở vườn mình để tránh hiện trạng như ở vườn chanh dây này. Chanh dây tơ mới 4 tháng rất là đẹp, nhưng một số gốc lại kiểm tra thì có hiện tượng đó là con côn trùng gây hại ở rễ, làm cho cây chanh dây chết chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày là cây héo úa và chết. Thì cái việc mà để xử lý một cái vườn, một cái gốc cây chanh dây bị chết á, thì mình khuyên bà con thứ nhất là rắc vôi và thu gom cái cây chanh dây đã chết đó, chúng ta đang tiêu hủy hoặc là đốt, tránh để trong vườn để cho cái hiện trạng lây lan bệnh ở trong vườn chanh dây. Thì cưới vườn chanh dây này rất là tốt và giống chuẩn là giống Đài Loan. Thì chị Đỗ Thị Hà cũng đã được kỹ thuật tư vấn cụ thể và rõ ràng. Thì đang tiến hành moi tất cả rễ đó, các bạn cứ xem và theo dõi hết clip. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái clip này.